Em quen với mấy người mà bỏ năm sáu đứa. Thì em đâu có nhớ đâu, Em em quen nhiều lắm, tùm nhiều lum lắm lá. hả? Ừ. Tư tưởng mình là yêu đương hung hít này kia, xong rồi mình thức dậy mệt mỏi lắm. Hồi lúc bà em không nhớ gì là em đi bậy không à. Giận chồng cái trong ý mình xúi xúi rồi xúi mình đi quen người này quen kia quen người nọ quen tùm lum ta la hết, không có nghĩ là mình có chồng luôn. Y là mình còn gái không nhớ con cái vậy, nhiều khi ghét con cái luôn mà không có ghét đến nỗi mà xua đuổi hay quánh giống ta, tại vì cái tình thương mình cũng có, mình cũng hiểu chút chút. Nhưng mà xong rồi bắt đầu em cứ thấy người này em thích, người kia em thích, cái bắt đầu về nằm mơ, thấy người đó thích, người nào thấy người đó thích, người nào thấy người đó. Ở khúc thời gian không thích người nào thì thấy chồng, thấy ngủ chung vậy đó. Vậy luôn hả? Em quen tùm lum tà la rồi bắt đầu rồi hồi hồi lúc em không có nghĩ đến uống thuốc pha là mà để mà ngừa thai vậy, cứ đãi lan vậy đó, cái có bầu ấy. Cái đi phá đứa nào cũng vậy hết. Rồi anh chào em Duyên ha. Bữa anh cũng có phỏng vấn em qua điện thoại rồi, nhưng mà bà con mình nói là qua điện thoại nó mờ quá, với lại nói trong điện thoại nghe không có rõ. Thì bà con mình cũng quan tâm về vấn đề của em, cũng thương lắm. Bà con cũng trên cộng đồng mạng, cũng trong và ngoài nước cũng thương, cũng muốn tìm hiểu em để xem em có hết bệnh hay chưa. Nhờ em chia sẻ lại cái hành trình mà em bị bệnh căng từ nào giờ đó cho bà con mình để nắm rõ hơn á. Ý là hồi trước đó là em cũng không biết cái vụ bệnh căn gì đâu. Hồi trước là dạng như em là giống như người khờ với nó ở bên chồng á, nhưng mà dạng như là không có tiếp thu được những lời, như không có được hòa đồng với bên chồng này kia. Nói chung là chồng nó bên chồng nói gì cũng giận hờn á, không có nói chuyện với ai. Có ngày là nằm nằm ở nhà rồi không nói chuyện với ai, mà có ngày mặt ù ù rồi cứ nghĩ là bên chồng ăn hiếp không, mà thật ra tới bây giờ mình suy nghĩ lại là không phải, đó là tại mình, người ta không có làm gì tội mình, ta không ăn hiếp mình gì á, tại mình không có hòa đồng được. Rồi bắt đầu mới đi thầy ở đâu cũng Tây Ninh mà qua qua đò tuống kia, không biết kêu thầy gì quên, tại vì À, lâu Lộc lắm Giang rồi. phải không? Bữa đầu Cầm, Lộc Giang đúng phải rồi. không? À. Rồi xong rồi bắt đầu mới kể, có cô đó dắt đi, rồi cô đó mới kể nói là bên chồng ăn hiếp này này kia nọ đó, rồi thầy mới cho bùa rồi về uống, rồi bắt đầu thầy kêu lại Bồ Tát cũng không biết lại nữa, rồi lại xong rồi đưa đưa tiền thầy không có lấy, rồi bắt đầu quỳ lại, rồi cái thầy kêu lại hai ba lần vậy, xong rồi bắt đầu rồi mới nghĩ tới Bồ Tát, xong rồi tự nhiên về uống ngải bùa gì đó, bắt đầu không có nhớ gì, cái đầu là số không à, không có nhớ một cái gì. Nhiều khi em làm chung với người đó là 3 4 năm mà em không biết tên người đó luôn, không phải không biết mà em quên, em nhìn hoài không biết người đó tên gì. Rồi ăn uống, rồi ăn cơm, đang ăn cơm ví dụ lau ruột hay là ăn cái gì đó, người ta hỏi em ăn cơm với gì, nhìn hoài mà không biết cái đó cái gì luôn, mất trí nhớ cái cỡ đó luôn á. Vậy đó hả? Xong rồi một thời gian rồi em nghe kinh Phật em này kia, làm như em có duyên, em có căn duyên, căn lành duyên lành gì, tại vì ba em hồi xưa cũng tu này kia, tu là bên Khmer cũng tu rồi mới gặp mẹ em, xong rồi ổng cũng hiền này kia quá, rồi con gái hưởng đức cha mà, em thì em nghĩ là em hưởng đức cha cho nên là em biết một chút Phật pháp, em mặc dù em không hiểu nhưng em vẫn nghe Phật pháp, em vẫn nghe thầy giảng mặc dù em không hiểu, em vẫn thích đọc đọc mấy cái cuốn kinh truyện này kia. Em không có, ví dụ trong đầu em nó không có nhớ gì nhưng em vẫn thích ghi ra y như con mọt sách vậy, ghi ra rồi cũng không nhớ vậy. Giờ cũng cũng nhớ hơi hơi thôi, nhờ bây giờ thì cũng không có nhớ được nhiều, nhưng mà thích, trong tâm khảm mình thích, thích nghe Phật pháp, thích nghe thầy giảng mặc dù không hiểu, thích thích rồi niệm Phật, niệm không chân thành nhưng vẫn niệm, niệm khơi 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 gì đó, rồi nghe thầy giảng, nghe Ngọc Hoàng Thượng Đế này kia, nghe mẹ Diêu Trì hay là Bồ Tát đều nghe khơi khơi vậy đó. Bây giờ cái từ từ nó thấm mới phát hiện ra. Hồi lúc bà em không nhớ gì là em đi bậy không à. Giận chồng cái trong ý mình xúi
suối ơi suối, mình đi quen người này quen kia, quen người nọ, quen tùm lum ta la hết, không có nghĩ là mình có chồng luôn. Y đây là mình còn gái không nhớ con cái vậy. Nhiều khi ghét con cái luôn mà không có ghét đến nỗi mà xua đuổi hay quánh giống ta. Tại vì cái tình thương mình cũng có, mình cũng hiểu chút chút. Nhưng mà xong rồi bắt đầu em cứ thấy người này em thích, người kia em thích, cái bắt đầu về nằm mơ. Nằm mơ thấy người đó, thích người nào thấy người đó, thích người nào thấy người đó. Rồi khúc thời gian không thích người nào thì thấy chồng. Thấy ngủ chung vậy đó. Vậy luôn hả? Rồi khúc sau này á vẫn còn đeo chút chút. Cái em mới lâu lâu cái bị em mới kể cho mấy người trong ti nghe, mấy người đó mới dắt em đi ông thầy bên đây nữa, thầy Tiến, thầy đó cũng còn trẻ. Khoảng ba mấy tuổi nhưng mà vừa làm vừa đi làm vừa trị bệnh. Thì cũng cho bùa này kia uống rồi về cũng hết chứ bộ, hết thời gian lâu lắm rồi. Rồi bắt đầu thầy đó nói là thời gian sau này em cụ Quyền không cho em ăn mặn, cho em ăn chay. Em tưởng là ổng, em không tin nữa. Em không có tin. Ai nói gì em cũng không tin, em nghĩ là em vậy sao mà ăn chay được trời. Rồi bắt đầu thời gian hết mà giờ sao nó bị lại, lâu lâu cứ bị lại. Rồi em quen tùm lum tà la rồi bắt đầu. Rồi hồi lúc em có chồng rồi em không có nghĩ đến uống thuốc pha mà để mà ngừa thai vậy. Cứ đãi lan vậy đó. Cái có bầu ấy, cái đi phá, đứa nào cũng vậy hết. Nói chung là thằng lớn cũng vậy, thằng lớn còn sống sót. Là lớn 4 tháng rồi không phá được. Về khóc lóc, về quê khóc lóc với mẹ, mẹ chưa giữ lợi. Rồi nói chung đứa nào cũng vậy á. Mà ba đứa đó là nó có duyên. Nó có duyên cực kỳ, nó dính lợi. Cái thằng giữa thì em chưa có đi chùa Gò Kén lần nào, em nằm mơ thấy chùa Gò Kén là có nào là mấy cái tượng gỗ mà người ta kêu cái gì anh? Tượng gỗ hả? La hán. Rồi em thấy bị sụp đổ gì ở dưới á. Rồi người ta xin tu, ta xin lên đầu thai tu. Vậy rồi dính thằng đó là bắt đầu từ đó là em thích mùi nhang. Rồi thích bông hoa. Rồi có bầu đó em ăn bông ăn hoa, em thèm chay nữa, thèm dữ lắm. Ăn rồi đó có bầu nó ăn chay thì mặt, không ăn thì ốm. Rồi đẻ nó ra cái ẩm nó về dưới, ẩm về dưới cái gặp sư cô cái mới 10 tháng nó biết lại. Ở chùa luôn, sư cô kêu thôi cho nó chùa, cho con đi đâu, con muốn đi làm đâu đi. Rồi bỏ nó chùa tới giờ luôn. Nó ăn chay luôn, nó không có thèm ăn mặn, không có chịu ăn mặn. Rồi từ đó mình nghĩ con mình ở chùa này kia. Bắt đầu mình nghĩ ra chút cái mình gắng mình nghe niệm Phật, tu hành này kia, tụng kinh này kia. Ở chùa thì cũng ở chùa năm mấy lại thấy con còn nhỏ, ở chùa không có thèm mặn, ăn chay dữ dằn lắm, tụng kinh đồ siêng năng lắm. Mà ra ngoài bắt đầu làm biến, hai mắt mở lên hả, mở kinh lên là hai mắt sụp xuống. Rồi ăn chay thì thèm mặn, rồi đi tụng kinh thì nó buồn ngủ. Lại cũng lại không nổi, mà ở chùa thì làm được, ở chùa làm được tất cả, ở chùa ai cũng thích. Tức là nãy em nói em nằm trên bao, em thấy cái gì mà Phật Bát La Hán ở trong chùa Gò Kén là cái tượng gỗ đó hả? Ý là em thấy cái chánh điện nó có tượng gỗ đó. Nhưng mà em đi khúc nữa là thấy có dạng như nó bị phá hủy, nó bị sụp xuống dưới sâu, thiệt sâu lòng đất á. Từ đầu thai vô, ai đầu thai vô? Con, thằng con giữa. Là em thấy cái gì đầu thai vô thành con em? Không biết cái gì nhưng mà ta sinh hả? Dạ, thấy mình có không biết cái gì. Thấy cái người sinh hay sao? Thấy người sinh. Người sinh là người đó là kiểu như là thần hay gì mà ta, như người ta thờ rồi xong bị quỷ hoại, bị chiến tranh hay bị gì nó bị chôn dưới lòng đất á. Là trong chùa Gò Kén hả? Xong rồi có bầu hàng giữa đó, thấy nó có căng ở chùa, cho chùa luôn. Tại vì hồi có bầu thì mình thèm mùi nhang, thích hửi mùi nhang, rồi thích ăn bông hoa này kia, thích ăn chay này kia đủ thứ. Xong rồi đẻ nó là nó có duyên ở chùa luôn. Rồi tới nhỏ gái sau này á, mới có 5 tuổi à. Nhỏ gái sau này cũng có người sinh, mà không phải sinh ở chùa, ta cũng sinh đầu thai thôi. Mới đẻ nằm mơ là thấy ta sinh đầu thai. Ta sinh á, cho em tính bỏ hết luôn, không có đẻ đứa nào luôn. Thằng đầu tiên á là không có ai sinh, có nhà chồng sinh nó đẻ đi rồi. Từ từ đẻ nữa cũng được, đẻ đứa thì cho nó có con mà ăn thì đẻ, cũng tính bỏ, đứa nào cũng tính bỏ.
không biết sao. Rồi đẻ nhỏ kia cũng sinh, sinh cũng ta sinh, cái bắt đầu sinh mà em bị hành. Em bị hành như có bầu ăn uống được á, em mới trải tấm đệm trước cơ nhà, em nói em xin cầu xin Ngọc Hoàng Thượng Đế. Em nói nếu mà muốn cho em đẻ thì đừng có cho em mà bị như vậy, hành ăn không được, ngủ không được này kia. Nếu mà đã cho em hành khổ như vậy á thì cho em nằm liệt luôn đi. Những người nào mà có bầu mà bị đau khổ, bị hành này kia, bị cha mẹ không chấp nhận, bị cháy lưng, cháy cái mình chưa muốn đẻ mà nó đẻ này kia, mình không muốn thì xin em nhận hết cho. Em nhận hết, em bệnh một lần mỗi năm luôn. Cái từ đó em khỏe luôn. Khỏe rầm rầm đi làm bánh tráng này kia, chạy xe cái ginh đồ nặng nó rầm rầm không bị gì. Nhỏ nó đẻ 3 ký mấy luôn, 3 ký rưỡi mà đẻ. Thằng trước năm 2009 có 2 ký mấy mà mổ. Rồi thằng giữa 3 ký. Rồi sau này là, đứa cuối này là bé gái đúng không? Bé gái. Nay nhiêu tuổi rồi? Nay 5 tuổi. Còn em á thì hồi đó em bỏ mà em không có nghĩ nhớ đó, lúc em bỏ bé như tháng 2 em bỏ, tháng mấy 2 tháng em bỏ. Và em không có nghĩ nhớ tới khúc sau này em mới nghĩ. Khúc sau này em nghĩ tới con em. Em thương. Đứa nào em cũng thương. Trước em không có, chưa biết gì á. Nghĩ từ từ cái mình thương, mình thấy mình có lỗi với nó. Nghĩ hối hận. Cái bắt đầu mới coi clip của thầy Năm bắt ma, mặc áo vàng á. Nhìn thấy thầy chị này kia, thầy vớt vong linh này kia đi tu, thấy cảm động, khóc nức nở luôn. Khóc nức nở cái mới nói với mẹ là con muốn đi thầy. Hồi đó là em kêu sư cô cạo đầu cho em, mà sư cô không cạo, em đi hớt đầu 3 phân luôn á. Em đi hớt đầu 3 phân luôn á mà không ăn uống gì, ốm nhom nhách à. Rồi đi kiếm thầy Năm đó, tự em đi mình kiếm thầy Năm đó mới gặp thầy Năm khóc nức nở. Nói là bỏ con gì đó. Rồi thầy Năm mới nó hỏi là giờ hỏi nó có chịu theo thầy không. Rồi cứ khóc ức vậy, cái thầy Năm bắt đi cái xỉu, em xỉu. Cái bắt đầu cái vai em giật nè, em kêu thầy ơi coi dùm sao cái vai con còn giật. Cái thầy nói bùa ngải đồ quá trời, thuốc giật bớt. Nhưng mà giờ hình như giờ nó trở lại cũng vậy nữa. Hình như cũng còn, mà ít lúc em như yếu trong người hay ốm, không ốm yếu không ăn này kia mới bị, còn bình thường thì bình không có. Rồi khúc sau này ở sau lưng nè, sau lưng rồi bắt đầu nó mỏi. Nó mỏi lưng rồi nó hay ẹo ẹo vậy nè, nó ớn lạnh. Đi thầy tiếng đằng đây thì cứ người ta cho điển vô, người ta trị bệnh, cho điển vô cho nó chạy thì nó hết thời gian cũng làm lại hả? Cũng bị. Bây giờ như cái đó là cái điển ấy thôi. Bây giờ em thấy trong cơ thể mình nó không khỏe, với nó còn nhiều thứ bệnh, rồi em muốn gặp bà nội đúng không? Cái khúc trước hồi trước em chưa có bỏ bé thì em hơi thở em cũng yếu nhưng mà bình thường. Nhưng khúc em bỏ đứa cuối cùng nhất á, đứa cuối cùng nhất á là em bị tuột luôn á. Lúc đó em bị rong kinh, dạng như chết mổ năm 2009 nó còn vướng, nó dính vô đó nó không có ra hết. Đi bệnh viện Tây Ninh. Bệnh viện Tây Ninh kêu là nếu mà nó không ra hết á là phải cắt bỏ tử cung cái gì á. Rồi bắt đầu em niệm Phật này kia, cái uống thuốc này kia, qua ngày sau cái khám lại hết sạch nhánh luôn. Cái từ đứa đó là em bị yếu dần, em tuột. Rồi em làm cái gì một chút xíu nạ cứ 1 ký 2 ký là em mệt dữ lắm. Em tuột từ khúc đó luôn á. Là không phải mấy đứa con em theo, mấy đứa con em là em gửi thầy hết rồi, em tin tưởng thầy. Tại vì thầy có lòng từ bi, em nhìn thấy thầy có lòng từ bi, mấy đứa con em sẽ theo thầy. Tại vì chỗ thầy có chỗ thờ Tam Bảo để theo Bồ Tát học. Chừng nào mấy đứa nó lớn nó sẽ quay lại độ em. Tại hồi lúc mẹ con chia tay còn quyến luyến mà, nó còn thương em. Tại vì nó biết là em bắt đầu thương nó thì nó cũng không muốn xa mẹ. Đứa nào nó cũng thương á, dù em bỏ rơi thế nào nó cũng thương, đứa nào cũng vậy á, đứa sống đứa chết thì cũng vậy á. Rồi sau này nếu mà nó có đủ duyên á, đứa nào hợp tuổi thì nó quay lại độ em. Còn cái em tuột quá, em khó thở á, là do
trời phạt em, trời phạt em, tại em bỏ nhiều đứa quá, em đoạn mạng nhiều đứa, cho nên hơi thở em nó tuột xuống vậy á. Bữa em nói là mấy đứa, em nhắc lại em quên rồi. Em cũng không nhớ luôn, mà em nhớ là 5-6 đứa. Em không nhớ là, luôn. Là mấy người, à, em quen với mấy người mà bỏ 5-6 đứa. Thì có mình chồng em ấy, em đâu có nhớ đâu. Em quen nhiều lắm, cùng lum lắm. Cái làm giận. À, lúc đó là mình không có giận chồng. Chỉ biết giận thôi. Giận rồi đi gặp. Biết giận hết ngày này qua ngày kia giận, không có ngày nào không giận á. À, giận hoài luôn. À, mỗi lần giận là có cái phần âm trong suối mình đi quen người khác. Cái ý của mình nó suối á. Rồi mình đi theo. Thúc giục mình đó không? Đúng rồi. Không biết sao vậy á. Mình mà cái đầu thì số 0, không có nhớ một cái gì á. Mà lại biết nghĩ tưởng đến trời Phật, biết nghe pháp, biết là niệm Phật, dù là trong tư tưởng mình không có biết cái gì nhưng mà nhớ tới trời Phật. Cho nên nó được thấm từ từ. Đó, thấm từ từ vậy đó. Rồi bắt đầu. Tức là em thích ngày nào là em ngủ tầm chừng bao thấy người đó. Đúng rồi, thích ngày nào là thấy người đó. Nhưng mà ngộ một cái là gặp là thích. À, gặp là thích. Nó bị cái gì á. Về cái nằm ngủ cái mơ thấy. Đúng rồi. À, thấy là thấy sao em ha? Thì thấy giống như là nó dụ dỗ mình nắm tay hay là nói chuyện không này kia đó, bắt đầu cái tư tưởng mình là yêu đương hung hít này kia, xong rồi mình thức dậy mệt mỏi lắm mà bực bội lắm, thấy là thấy gần gũi chung luôn. Đúng rồi. Xong rồi bực bội lắm, trong tâm tôi không có thích mà tại sao như vậy, nhưng mà tại do mình ở ngoài á, mình ở ngoài mình thích thì nó vô trong kim bao nó phải vậy rồi. Từ khi mình đoạn thôi, nhưng mà mình đoạn thì cũng từ từ. Cái bánh xe nó còn chạy mà mình chưa đoạn dứt được, giờ nó lâu lâu nó còn bị, mặc dù là mình đã dứt rồi. Em gặp này chồng sau này cuối cùng là dứt luôn á. Tức là em gặp anh Đặng là tự sau cùng là tự em giác ngộ, tự em thấy điều đó không có đúng, tự em như là cũng có nhân duyên với ông này. Hôm nay thương thật lòng, lo lắng đủ thứ, từng miếng ăn giấc ngủ, giật đầu giật đạt rồi chán làm hết. Em không làm gì hết. Em có kể cho anh Đặng nghe hết câu chuyện của em không? Như không, em chỉ nói là em bị bỏ con nhiều quá, giờ em phải gắng làm sao để em phóng sanh hay này kia để hồi hướng công đức. Rồi anh Đặng có nói gì không em? Ông cũng im im vậy. Rồi mới thì ông cũng dễ như nói đi thầy này thầy kia, ông cũng nhắc đi. Tại ông cũng thấy mình sợ mình bệnh này kia, ông cũng lo. Thì được vậy đó, thì được, cũng có phước gặp ông này, nếu gặp thằng khác nó quánh đập này kia nọ thì cũng không biết sao nữa. Nhưng mà được cái có phước vậy, với lại mình nghe Phật pháp á, nó thấm từ từ, thấm từ từ. Phật pháp nhiệm màu lắm, nó thấm vô người mình, mặc dù trong tư tưởng mình làm việc ác, nhưng chỉ cần mình nghĩ tưởng đến trời Phật thì được mười phương chư Phật gia hộ, được long thần hộ pháp gia hộ. Em kể anh hồi đó em còn tà dâm, còn bỏ em bé. Em có gặp một chú kia. Chú đó là cũng khoảng sáu mấy bảy chục tuổi rồi, mặt thả bà nội về đi ngủ một giấc cũng được, ngủ một giấc rồi dậy rồi xong rồi chiều mình về cũng được. Giờ bà nội không có về thì mình